Alo. Ê, mình đi có làm không em? Dạ có chị. À, trời có tắm không? Dạ 20 trống. phút nữa được không? Được Rồi, được được. đợi chị cảm ơn đây. Dạ. Riêng mình đây gần quay được rồi đó. Em thấy hoài khó nghe. Cũng mỏi. Tầm tiếng bình thường, không đứng đâu, đi quen đứng thôi, với lại Đứng thì nó đẹp hơn cái gì. di chuyển nhanh nhanh đi quen, Chập rồi hôm mà em xưa. đi theo chị em dễ hơn, em đi theo ly ra em đi không kịp. Đi theo ly đâu là một ít chứ, cái ly không chị lo là qua bên chị lo là mấy mụn nó nhiều kìa, chị lo chị để trồn 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 á, chị chưa nói mình lấy được rồi, một ít rồi lấy ít rồi em di chuyển lên di chuyển xuống nhiều á, tìm mụn chị á. làm như chị lo chị lấy được rồi, rồi chị đứng chị ví dụ như cái trái là chị làm được cái trái cái chị xuống phía dưới chỗ cái này chị xuống mấy tầng lần đây nè, làm dễ thì theo Đây là một ít một ít chị chưa đi lo hỏi một ít nhưng mà không một ít chưa chưa quay. quay á muộn á Chị đã hỏi hồi nãy nó hỏi mình lúc đó thì nó kêu qua đi ngồi với à khách chưa mình chơi hơn. chị đâu một nghìn với chị đang nói một nghìn với em còn nó nghe Đau ghê. Không phải bọn chị là một keo quán vậy toàn một keo không trời. Tha không đứa chứ đào đào. Đó là
Ai? Liền bi. Mà mẹ thì không cần, cần Hồng Phượng thôi. Sân này ăn bò bỏ vô cái bò vô cái thầm thì lại đủ mô tả không được, bán chưa dạy với chị không.